Với mục tiêu giảm thiểu thời gian cắt điện, tổ chức xử lý sự cố, giải đáp thắc mắc khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân và các tổ chức trên địa bàn là những nội dung chính tại hội nghị tri ân khách hàng được 12 đơn vị điện lực trên địa bàn tỉnh tổ chức với sự tham dự của trên 300 khách hàng tiêu biểu, đại diện cho trên 400.000 khách hàng sử dụng điện vừa mới diễn ra trong chương trình hưởng ứng tháng tri ân khách hàng năm 2016. Trên 62.000 khách hàng sử dụng điện với sản lượng điện thương phẩm đạt khoảng 25 triệu kWh. Thành phố Đà Lạt được xem là một trong những địa phương tiêu thụ điện lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng. Ngoài việc cung cấp điện cho nhu cầu sinh hoạt, thì nguồn điện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, phát triển du lịch dịch vụ là những ưu tiên mà Điện lực Lâm Đồng luôn hướng đến. Hội nghị khách hàng này thì mặc dù ngành điện đã làm được rất nhiều nhưng mà cũng chưa nắm được những cái thực tế nhu cầu, có nhiều khách hàng họ cần cái gì thì thông qua cái hội nghị này sẽ lắng nghe được ý kiến của khách hàng mong muốn, và điện lực cũng muốn trao đổi với lại khách hàng những cái khó khăn của ngành điện để cùng với nhau chia sẻ với nhau là hoàn thành cái nhiệm vụ cấp điện đảm bảo liên tục ổn định hơn. Chia sẻ với ngành điện tại hội nghị tri ân khách hàng, nhiều ý kiến cho rằng thành công lớn nhất của Điện lực Đà Lạt trong những năm qua phải kể đến đó là tình trạng mất điện, quá tải cục bộ đã giảm đáng kể. Bên cạnh đó, nhiều khách hàng còn đề nghị trong thời gian tới giữa ngành điện và khách hàng sử dụng điện cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, thường xuyên kiểm tra công tác bảo trì, bảo dưỡng, gia cố đường dây. Chúng tôi đề nghị rằng là cố gắng hạn chế tối đa về vấn đề là cúp điện đột xuất. Từ vì khách sạn của chúng tôi là không những nói riêng và đối với địa bàn thì chúng tôi hiện nay đối với cái phục vụ với, thì phải nói rằng là nhiều cái hội nghị khách quốc tế, mà nếu mà cái ngành điện lực mà không ổn định về cái điện thì ít nhiều gì nó cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Cho nên chính vì điều mà chúng tôi muốn đề xuất với ngành điện lực là khi có cái sự cố là phải báo trước cho chúng tôi biết để chúng tôi kịp thời đối phó để làm sao phục vụ cho khách hàng một ngày tốt hơn. Với tiền thân là Sở Quản lý và Phân phối Điện Lâm Đồng, trực thuộc Bộ Điện và Than, 40 năm qua, Công ty Điện lực Lâm Đồng đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, nhất là trong năm 2016. Năm đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác cung cấp nguồn điện, khi hoàn thành mạng lưới điện phủ rộng khắp đến 147 trên 147 xã, phường, thị trấn. Trong đó, số hộ dân sử dụng điện đạt trên 98,7%. Riêng tỷ lệ hộ dân sử dụng điện khu vực nông thôn đạt 98,4%. Ngoài ra, đơn vị đã xây dựng được 9 trạm biến áp 110 trên 22 kV, tổng dung lượng trên 390.000 kV-ampe, trên 4.600 trạm biến áp phân phối, đấu nối trên 3.300 km đường dây trung thế 22 kV, 4.200 km đường dây hạ thế. Hiện nay, ngành điện lực Lâm Đồng có gần 400.000 khách hàng sử dụng điện thường xuyên, với tổng số lượng điện thương phẩm đạt gần 1 tỷ kWh một năm. Đây là điều kiện để ngành điện lực tiếp tục xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, từng bước đáp ứng nhu cầu của khách hàng sử dụng điện. Cũng mong là trong quá trình cung cấp điện và khách hàng sử dụng điện, Điện lực Di Linh cũng sẽ tiếp thu những ý kiến phản ánh của khách hàng để làm tốt hơn. Và cũng tạo điều kiện cho khách hàng sử dụng điện được liên tục. Và qua cái hội nghị thì Điện lực Di Linh cũng sẽ tiếp thu những cái ý kiến phản ánh của khách hàng để trong cái thời gian tới để phục vụ cái việc cấp điện cho khách hàng được tốt hơn. Với chúng tôi thì cũng có cái kiến nghị lên Điện lực Đức Trọng cũng như Điện lực Lâm Đồng sẽ có cái kế hoạch hạn chế cấp điện bức tường, không làm ảnh hưởng đến sản xuất của các doanh nghiệp. Điểm thứ hai nữa đó là khi có cúp điện thì có cái kế hoạch rõ ràng để thông báo cho xuống cho các doanh nghiệp để họ chủ động bố trí sắp xếp cho nó phù hợp. Với phương châm cầu thị, tiếp thu mọi ý kiến của khách hàng, hưởng ứng tháng tri ân khách hàng năm nay không chỉ là dịp để ngành điện cùng với khách hàng nhìn nhận những kết quả đạt được, thẳng thắn đề xuất nhiều giải pháp quan trọng liên quan đến công tác chăm sóc dịch vụ khách hàng, xử lý kịp thời các sự cố, hạn chế tình trạng mất điện. Thông qua đó để ngành điện ngày càng phục vụ tốt nguồn điện, đáp ứng cho nhu cầu sản xuất sinh hoạt của người dân và của các tổ chức đơn vị trên địa bàn. Mà người vay phải bán lại ngoại tệ cho tổ chức tín dụng có thể được kéo dài thêm một năm so với hiện tại.